Lời đầu tiên Hoàng xin kính chào toàn thể cô chú bác anh chị em đang xem video luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Thì hôm nay Hoàng vừa về được một chiếc xe full channel. Thì chiếc xe neo này là neo kim nha, neo cơ cả nhà. Thắng đĩa ha, bánh căm. Áo tem là ghi theo xe nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lướt một vòng xung quanh cho cả nhà mình xem, rồi Hoàng sẽ vô quay chi tiết từng món đồ trên xe ha. Thì tình trạng xe này là máy chạm rồi nha cả nhà. Máy chạm nhưng mà im ấm ha. Xe này hồ sơ cầm tay cô chú anh chị em à, chưa nhập á. Anh em nào mua thì ký nối sang tên nha, về ra ngay tên ngay chủ luôn. Chiếc neo này thì đời 2008 nha cả nhà, neo kim đời 2008. Nói chung là xe này Hoàng lấy sao bán vậy luôn, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa gì hết nha. Đó, tiền nào của đó nha, giá hơn chục triệu thôi, mười mấy triệu nha, giao hồ sơ. Rồi bây giờ mình sẽ vô quay chi tiết cho cả nhà mình ha. Đây là cái phần đầu đèn nha cả nhà. Chá đèn thì nó có dính nha, cái này mình đánh bóng lại là hết nha, nó dính như dạng keo vậy. Chá thì bên trong kính thủy còn đẹp nha, không có bị ố nha, chỉ có cái mặt kính ngoài thôi. Cái này mình đánh bóng lại có mấy chục ngàn là sáng lên rồi nha. Cầm dầu là zin nè, tay thắng zin luôn, bao tay cầm gù đồ là zin theo xe nha. Xe còn đang gắn hai kính hậu zin luôn nha. Thì cái áo zin này nó cũng có một vài chỗ nó bị bay màu dưới, nó bị lỗi nha. Thì mình quay cái đâu mình nói cái đó nha cả nhà. Đây trên phần đầu đèn có chỗ này nó hơi xước nhẹ trên này nha. Xe này là chưa có dọn dẹp gì hết nha, Hoàng lấy sao bán vậy luôn nha. Anh em mình mua về là tự dọn tự làm, muốn kiểu sao thích làm thì cứ làm nha. Cái mặt nạ thì nó có hơi cuộn màu, mỏ dè thì có dán keo còn chưa lột cho nên là đẹp nha, có dán keo ni lông nè. Xe chưa có rửa gì hết luôn. Nói chung là dạo này Hoàng cũng không có thời gian rảnh nhiều cho nên là Hoàng không có làm, Hoàng lấy sao Hoàng bán vậy luôn. Rồi phục trước là nước sơn zin ha. Thì xe này dùng ngoài về nha cả nhà, nói chung là xe Hà Nội á, về nha. Đó, có đóng đất đỏ nó vàng vàng nha, về mình xử lý mình rửa sumo đồ là ra là nó trắng đẹp nha. Theo dầu thì theo dầu zin, ốc bán thì theo xe nha. Đĩa zin luôn, đĩa này nói chung là không có mòn nghe cả nhà, đĩa còn mòn hơi nhẹ thôi chứ không có mòn khuyết nhiều nha. Nó nhìn một đĩa nè, nó sọc sọc vậy thôi chứ nó không phải là mòn khuyết nha, mòn khuyết nó khác. Rồi dành Goshi, dành căm rồi, nói chung là còn được nha, dành không có một lũng nha cả nhà. Này MH Goshi MH phải không, để chút xíu mình coi cái sao coi nó có trùng mã không ha, để mình coi cái phần bánh sau dành sao nó có trùng mã không, có thay rồi. Rồi nói chung là dành này là trước sau như một nha cả nhà, nguyên một cặp luôn nha, chưa có thai nè, Goshi MH luôn nè. Đó mà dành này cũng không có một lũng gì hết nha, thường thường nó mục là mục ngay cái chân quan nha, nhưng mà da chân quan này nó chỉ ben xét thôi, không có mục nha. Đó căm thì nói chung là nó còn màu chì nha, chưa có xuống xét luôn. Nó căm còn xanh dờn ha, cũng có nhiều cây thì nói chung cũng còn đẹp nè, nó ngà vàng vàng ha. Xe này mình cũng chưa có xịt dầu, chưa có rửa gì luôn á. Cái này mình không có thời gian. Hộp xích nè ha, nó có móp cắn nhẹ sau đuôi thôi. Tem đồ còn hết nha. Áo nè, áo rồi chưa bóc keo nha cả nhà, mấy này là keo ni lông nha, chưa có bóc keo nha. Đó nè, được không? Nó hơi ngã vàng cả nhà, tại vì dán keo ni lông mà xài thời gian lâu là ngã vàng á không. Mình bóc keo ra nè không, ngay chỗ này là trắng sáng lên ha, mình xử lý cái keo này ra là đẹp rồi ha. Tem thì nói chung cũng có chạy một vài chỗ nha, đó có sao mà nói vậy. À, máy bách nhôm rồi ha, nó cũng đóng vàng vàng là mình rửa ra là sạch rồi. Nhưng mà Hoàng không có thời gian cả nhà, dạo này mình bằng nhiều công việc cho nên là mình không có dọn, với dòng neo này mình nói chung cũng không có đam mê mấy. Mình chỉ thích chơi Alpha thôi, đặc biệt là mỗi người có một sở thích riêng nha.
cần số thì có mòn nữa ha. Lóc qua lăng đu cá là nước sơn zin hết nha, chưa có rửa giấy gì hết, còn đóng đắt đóng sình luôn, mua sao bán chạy luôn. Số máy là 27 là đầu nè, 27 đầu. Coi cái này dính keo cà xuống số máy cả nha, chắc chắn là gì dán keo để cà số máy. Mỗi một người là mỗi một sở thích, mỗi đam mê khác nhau. Nhưng người neo này hồi hoàng mua bán thôi, kiếm lời chút đỉnh thôi, chứ hoàng không có mê, hoàng không có dọn nè, cần cờ ha. Cái này dặm lại được, cũng có dán keo ni lông luôn. Rồi nãy đang quay cái dành trước dành sau, mình chạy lên sau, giờ mình quay ngược trở lên trước nữa nè. Cái cục bên đây bạc viên, cầm một tuần màu khá nha cả nhà. Nói chung là muốn dọn theo kiểu riêng theo xe thì cầm với ốc bán này rửa lại là lên nha. Máy có làm rồi, máy chạm nha. Đây trên này cũng có số điện thoại của mình luôn nè ha, 0974 735 753 ha. Kim xăng kim km còn lên đầy đủ nha, đây đang càng full đầy đủ. Đang nổ anh tiên ở nhà, và không nói chuyện để cho cả nhà mình nghe, máy đang nổ. Gấp dính đất thôi, không có lủng nha, không có mục. Bên đây cũng vậy, có dán keo ni lông hết nha. Máy chạm im nha cả nhà. Hồ sơ sẵn trong cốp luôn. Thùng xăng lớn, nước sơn zin đồ còn hết nha. Hồ sơ có sẵn luôn nha. Hiền thì đế với mút đồ còn hết nha. Da thì lọc rồi, giờ mình dọn lên. À, cái lốc nồi mình chưa quay đây, lốc nồi cũng bạc in luôn nha, chưa xử lý này. Mình rửa sumo sạch ra xong rồi mình đánh bát lại là nó bóng lên đẹp lên ngay cả nhà đó. Còn mấy cục cao su này mòn thì mình tham mới nè đó, cái cốt cửa đạp ốc bán rồi chỉnh nồi ha. Hơi phức nha, cố gắng kiếm chỗ nào sáng sáng rồi quay bên trong.
thôi. Rồi, sớm giờ mình cũng quay chi tiết từng món đồ trên xe ha. Thì cô chú bác anh chị em nào có nhu cầu muốn mua chiếc neo kim này thì cứ liên hệ với Hoàng qua số điện thoại là 0974735753 ha. Cửa hàng của Hoàng này nằm gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Hồ sơ cầm tay, mua là mình ký sang bên luôn, gai bên chính chủ ha. Xe giá mười mấy triệu nha cả nhà. Nói chung mà Hoàng không có nói chính xác được nha. Anh em nào cần thì cứ alo, tại vì cũng có rất là nhiều anh em cò lái mình mua nó đi bán lại nó, nên mình không có báo chính xác được nha. Anh em nào cần mua xài thì cứ alo trực tiếp với Hoàng ha, có thương lượng đồ nha. Còn cần chính xác hơn thì mình đến trực tiếp cửa hàng của Hoàng thì xem xe sẽ thực tế hơn nha. Rồi xin chào cả nhà, hẹn gặp ở nhà video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.